Chào mừng quý anh chị em đến với bản tin Tổng hội Biên Hòa 2019. Quý anh chị em chúng ta đều biết, tuần này quý nghị huynh của Tổng hội đã bước vào tuần thứ ba. Các phần làm việc trong tuần này chủ yếu là các buổi họp khoáng đại, đôi khi xen lẫn một vài buổi họp nhóm của các ủy ban. Chiều hôm nay, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận và Đức cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân đã có buổi chào thăm quý nghị huynh của Tổng hội. Vì bữa trước, khi khai mạc Tổng hội, Đức cha đi vắng và nay Ngài mới có dịp chính thức chào thăm quý nghị huynh. Trong phần ngỏ lời của mình, cha Tổng quyền Zera Francisco Timoner cảm ơn quý Đức cha đã tiếp đón và cho phép Tổng hội được tổ chức tại Tòa Giám mục, nơi đã từng tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Đáp lại, Đức cha Giuse ngỏ lời chào mừng quý nghị huynh đến với Tòa Giám mục và Đại chủng viện Xuân Lộc. Đức cha Giuse nói, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, quý vị đã bầu vị tân Tổng quyền dòng. Chúng tôi chúc mừng Tổng hội và chúc mừng cha tân Tổng quyền. Khi dòng Đa Minh chọn địa điểm này để tổ chức Tổng hội, trong tình hiệp thông của Giáo hội Hoàn Vũ, chúng tôi đã xác định rằng chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Tổng hội của dòng. Vì vậy, Đức cha nói, quý nghị huynh hãy cứ tự nhiên và coi đây là nhà của mình. Trong phần chia sẻ, Đức cha giới thiệu tổng quát cho các nghị huynh về giáo phận Xuân Lộc trẻ trung. Đức cha cho biết, khi mới thành lập, giáo phận chỉ có mấy chục ngàn giáo dân. Đến hôm nay, trong địa bàn giáo phận đã có hơn 1.100.000 tín hữu công giáo. Hiện nay trong giáo phận có 400 linh mục đang hoạt động mục vụ, bên cạnh các vị đã nghỉ hưu và một số đang tu nghiệp ở nước ngoài. Đức cha Giuse cũng khẳng định rằng giáo phận không chỉ chăm lo cho hơn 1 triệu người công giáo, nhưng còn cho tất cả 3.500.000 dân số trong địa bàn của giáo phận. Đức cha Giuse nói, giống như các giáo phận khác, giáo phận Xuân Lộc được xây dựng từ máu, nước mắt và công khó của các vị thừa sai và anh chị em tín hữu. Cuối phần phát biểu của mình, Đức cha Giuse nhường lời cho Đức cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân, người đã lấy thạc sĩ triết học tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino Manila và đã từng quen biết cha Timoner khi cha tân Tổng quyền còn là giám đốc Đại chủng viện Giáo hoàng UST Manila. Cha Bruno Cadore, nguyên Tổng quyền, cũng có lời cảm ơn quý Đức cha vì quý Đức cha đã đón tiếp Ngài trong thời gian chuẩn bị cho Tổng hội này. Thay mặt Tổng hội và toàn dòng, cha Tổng quyền Zera Francisco Timoner đã cảm ơn quý Đức cha và kính tặng ba Đức cha ba tác phẩm hội họa do các họa sĩ của huynh đoàn Thánh Hiển Dominic sáng tác. Tặng Đức cha Giuse giám mục chính tòa tác phẩm mang tên Bí tích. Tặng Đức cha Phụ tá Gioan tác phẩm mang tên Về với mẹ. Và tặng Đức cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh bức họa vẽ khung cảnh nhà nguyện chính của Tòa Giám mục và Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Sau cùng, hai Đức cha đã chúc lành cho quý nghị huynh và cho Tổng hội của dòng. Cũng thật hữu ích khi nhắc lại rằng Tổng hội Biên Hòa tổ chức tại Tòa Giám mục và Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Đức cha giáo phận, quý Đức cha và quý cha giáo đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong tất cả mọi lĩnh vực để việc tổ chức Tổng hội của dòng được thành công. Chiều thứ Bảy tuần này, tại nhà thờ chính tòa giáo phận, Đức cha Giuse mời quý nghị huynh cùng cử hành thánh lễ ban chiều. Đây là dịp để quý nghị huynh được tận mắt chứng kiến bầu khí và tinh thần sống đạo của anh chị em tín hữu Việt Nam cách riêng tại Xuân Lộc. Chúng tôi sẽ có buổi tường thuật trực tiếp về sự kiện này trên trang web daminhvn.net. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.